Xin chào các bạn, hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc đi siêu hoặc chuyển việc tại Nhật. Chi tiết cụ thể công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan các bạn sẽ được tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi CCMK ở bên mình. Ví dụ như hiện tại mình đang có đơn hàng làm việc trong cửa hàng bán các loại quần áo, các đồ thời trang. Địa điểm làm việc ở tỉnh Aichi, thời gian làm việc là shift độ C, mức lương khởi điểm của các bạn sẽ khoảng từ 19 man cho đến 30 man tùy theo năng lực của các bạn. Các chế độ như là bảo hiểm, chế độ phúc lợi xã hội, chế độ sẽ là C như C xã in của người Nhật bình thường. Nếu các bạn quan tâm đến công việc, hãy đến buổi CCMK để được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc. Buổi CCMK bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày, thứ hai, thứ tư, thứ sáu vào lúc 11 giờ, thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật vào lúc 14 giờ. Mỗi buổi CCMK mình sẽ giới thiệu khoảng hơn 20 công ty, đầy đủ các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc buổi CCMK, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để phỏng vấn. Các vấn đề liên quan đến visa, hình thức phỏng vấn hay là các vấn đề khác các bạn có thắc mắc, các bạn sẽ được tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi CCMK bên mình. Nếu các bạn quan tâm, hãy liên hệ số điện thoại 0362068058 để được tư vấn cụ thể hơn. Xin chào các bạn.